Anh em này khai xuân. Đi bắt ếch. Ơi, con ếch to lắm. Đây. Rung luôn. Ôi, cho hạo ơi. Tao bảo Tú đi vạch cái đấy kiểu gì cũng có, người ta đi bắt ếch nhà ao cạn bao năm. Không, cầm cái xô nhá. À, cầm cả cái rổ để mà để mà chắn cái kia nữa được. Mang ếch xem nào. Bẻ cái cầm nhá. Ủa thế. Nhá. Ừ. Bắt thằng này được vài con. Ủa thật đấy. Ta bảo rồi, người ta bắt ếch ao cạn bao năm rồi. Đi theo gì gì à, vạch chỉ kiểu gì cũng có. Vất lên sợ nhớ, ừ vất lên đéo nhớ cơ. Ê quận rồi đấy. Cá mẩy đấy. Ơi cho không? Lươn bé kiểu gì chả có lươn to. Gì đây? Hả? Rắn nữa? Đập chết đi, vứt lên. Chép to không? Cái chép đặt thả trên kia xuống á. Được một con ếch to rồi khỏi ạ. Ếch to rồi á? Ừ. Anh ra nào ấy? Cạn tay. Ra lúc rồi. Ăn khế ngọt không? Siêu ngọt luôn nhá. Chín rũ rượi mà không ai ăn. Xài không? Ngọt. Cực ngọt luôn. Ngọt thật. Ngọt lắm. Anh em nhậu xong rồi mà ao vẫn chưa cạn. Nghe nói là trong ao này là có con ba ba to lắm. 15 thì không thả cá. Chưa cạn bao giờ. Nay hút. Mới khai trương là con ếch. Tình hình là ba ba chưa thấy, cá chưa thấy mà nước chưa cạn. Vui. Đấy, 43 mới được một con ếch. 43 đây. Ốc bươu vàng không thiếu. Tình hình là không biết là có cá mú gì không, nhưng mà rô phi thì chắc chắn là có. Nên con thì nhiều vô đối. Mà hơi sâu bụt loãng này bắt kiểu gì. Ơi, lươn đấy là lấu cháo được rồi. Tình hình là ao hình như là mấy ba ba thì chưa thấy, nhưng mà lươn thì hơi nhiều. Lươn thì được bữa rồi. Ốc nhồi. Ấy này, được cái lươn bảy đấy, ngon đấy. Ở cái hang đấy đây. Bạn đéo bắt được. Lươn khá to đấy. Kết quả là cá được rất ít và lươn được tầm hơn cân. Video của anh em chúng tôi kết thúc từ đây. Kết thúc nhanh quá. Mấy hôm nay bà chưa bắt được. Có ba ba không? Có chứ.